ta nâng phép lục quyền cầm trôi điều em dịu dàng vũ khúc đang trần gian hay lạc chốn cung tiên hồn lãng đãng bên dần trắng ngà ngọc mùa xuân ơi hãy gần bên ta mài cho niềm vui bất tận đến muôn đời. Thanh Phường thì hiện tại quê của Thanh Phường là ở Kiên Giang. Công việc chính của Thanh Phường là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, nhưng mà mình rất đam mê về cải lương. Nói chung là trong cuộc sống hàng ngày là phải có cải lương, nếu như không có cải lương thì không thể làm công việc khác được. Quá tuyệt vời. Anh kết cái câu nói đó của em đó. Đúng rồi, cuộc sống thường ngày của chúng ta không thể nào thiếu cải lương được. Nếu như chúng ta đã là cái người yêu thích cải lương và gọi là sống với lại lời ca tiếng hát của cải lương thì không có ngày nào mà không hát được, không có ngày nào mà không nghe. Em có thể nhịn đói một hai ngày nhưng không một ngày không nghe cải lương có nghĩa là mình rất là buồn. Cảm ơn em. Dạ, rất là dễ thương ha. Và anh hy vọng rằng những lời nói của em ở tại chương trình Nghệ sĩ thần tượng này sẽ đem lại nhiều cái hạnh phúc hơn nè, nhiều cái kết quả tốt hơn trong cái cuộc đời mà em đang chọn, đó là đi hát giọng cổ cải lương ha.